Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm vì bất ổn chính trị. Theo số liệu được Ủy ban Kinh tế Quốc gia và Phát triển Xã hội Thái Lan công bố vào hôm thứ Hai, GDP đã chỉ tăng 0.6% trong quý cuối của năm ngoái, thấp hơn nhiều so với tăng trưởng 2.7% trong quý trước đó. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ đầu năm 2012. Cả năm 2013, nền kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng 2.9%. Tuần trước, Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo cuộc biểu tình chống chính phủ sẽ ảnh hưởng đến đầu tư, du lịch và làm gián đoạn quá trình hoạch định chính sách. Ngân hàng Trung ương Thái Lan vào tháng trước cũng đã bất ngờ giữ nguyên lãi suất cơ bản và cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2013 và 2014. Các phân tích gia cho biết triển vọng kinh tế rất ảm đạm do bất ổn chính trị, làm giảm nhu cầu trong nước và đình trệ các khoản chi của chính phủ. Tình trạng này có thể khiến Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Trong 6 tháng qua, đồng baht của Thái Lan cũng đã là đồng tiền bị mất giá nhiều thứ ba ở châu Á, sau đồng rupia của Nam Dương và đồng yen của Nhật Bản. Các cuộc biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Dinglut Sinawatra bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái đã khiến 11 người thiệt mạng, hơn 600 người bị thương, làm tê liệt nhiều địa điểm trong thủ đô và gián đoạn cuộc bầu cử đầu tháng 2. Hãng đánh giá tín dụng Fitch trong tháng trước đã tuyên bố căng thẳng chính trị kéo dài có thể ảnh hưởng đến kinh tế và tín nhiệm của nước này. Niềm tin tiêu dùng tại Thái Lan trong tháng Giêng cũng đã xuống đến mức thấp nhất của 2 năm sau khi Thủ tướng Dinglut tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok. Các khoản chi để mua gạo của người dân trong chương trình trợ giá lương thực cũng đã bị đình trệ, làm ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Du lịch Thái Lan dự đoán số lượng du khách trong quý 1 sẽ giảm 7.3% so với cùng kỳ năm ngoái.